I'm on the outside. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Thái, trong video này mình sẽ review tập hợp cho bạn xem một sản phẩm, đó chính là kính gọng đen. Thì ok, thì sản phẩm này đang được bán trên Lazada với giá là 15k. Nếu bạn nào quan tâm muốn mua thì có thể truy cập phần link ở dưới phần mô tả video hoặc là trong phần nhận xét, thì mình có để phần link ở dưới đó, các bạn có thể truy cập vào mua. Ok, thì bây giờ mình sẽ tập hợp ra cho các bạn xem bên trong như thế nào. Ok, thì đây chính là sản phẩm chính của chúng ta, được đóng gói khá là cẩn thận, có một lớp chống sốc bên ngoài. Đấy, giờ mình sẽ review sơ cho bạn xem. Nhìn khá là ngầu, khá là đẹp luôn, thích hợp cho mọi đối tượng. Thiết kế trẻ trung hiện đại, vừa vặn với cái khuôn mặt của các bạn, thì mang lại cảm giác dễ chịu khi các bạn sử dụng bức kính này. Thì cái gọng của bức kính này được làm bằng nhựa, à, ok, rất là mượt. Các bạn có thể ra để vô, không có rít như các loại mắt kính khác. Thì thích hợp cho các bạn đi du lịch, tạo phong cách cho các bạn khi chụp ảnh selfie rất là ok, tránh được ánh nắng khi đi ra ngoài, giúp bảo vệ được đôi mắt của bạn. Thì sản phẩm này nó chỉ có một màu thôi, đó chính là màu đen. Ok, và bây giờ mình sẽ đeo thử cho bạn xem. Ok, với giá tiền của các bạn bỏ ra chỉ có 15k thôi, thì các bạn có nghe cho ủng được một cái mắt kính như này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đeo thử cho bạn xem. Các bạn đã review cái sản phẩm này rồi, các bạn nào cũng có một điều có thể chỉ cần vào